Cái này chủ nó bán hay sao anh? Chủ nó bán hết hai con luôn hả? Vậy đâu cần kiếm chủ nữa. Nè Giang, sao buồn vậy con? Nè, cái này là theo như cái quy định á của một cái người một foster đúng á, là nó vậy nè, cho chết mẹ nó luôn nè. Đó là thuận theo tự nhiên đó. Còn mà cứu á là gọi là lường gạt tiền Mạnh Thường Quân, kêu gọi Mạnh Thường Quân đưa cửa trước mà lòn cửa sau đó, như vậy nè, đó là gạt tiền Mạnh Thường Quân nè. Còn mà để gì nè, đó, để cho nó chở vô lò mổ đó, nó đập đầu nó giết á con mẹ đó, xong rồi đó, nó đem con con đó, nó bán mờ, bán đổ bán tháo cho người ta dục cái xó nào mốt lớn lên bán thịt á, thì đó là tốt. Thế sao là mình đang thuận theo tự nhiên. Chứ giờ mà cứu vậy nè thì nó bảo là gì, lường gạt trá hình, lường gạt đúng không bà? Nè, vợ ông Thái Bình Khương nè. Đó, bà thấy rõ ràng nó chở lên tới đây đúng không? Đó. Đó, theo như ấy là tôi cho chở đi luôn đúng không? Tại vì vậy mới là người phát tơ đúng đúng không? Người cứu hộ đúng đúng nghĩa đúng không? Là nó chết cho chết mẹ nó luôn đi. Nhìn thấy xót ghê luôn. Đó, cái kiểu như nó nói là cho chết đi để giống như là để cho không có bị quá tải. Coi như là thấy gì là để cho nó chết đi đó. Cái này bán nhiêu ạ? À? 2,1 triệu mà giờ không có 2,1 triệu rồi, thiếu được không? Hả? Hay không có hứa ngày mai 3 ngày được không? 3 ngày đi, 3 ngày đi, tôi mới kêu 1 tấn gạo rồi cũng yếu gió quá. Rồi lấy ra lòng bỏ xuống đi. Khóc là Phượng ơi. Gì? Khóc, một cô nó. Thôi đừng khóc con, đụng má mày khóc ta hết mấy triệu rồi khóc hoài. Đây là chị vợ của anh Thái Bình Khương, cũng là Phương Cá Cha đó nha mọi người. Đây, hello khán giả cái bà. Đó, vợ của anh Phương Cá Cha đó. Cái này là ông bán chó, quay lên luôn không? Quay quay. Bỏ nghề đi cha ơi cha. Thì người ta kêu đi chứ, còn nhà bán hộp vịt chứ. Nhà bán hộp vịt hả, người ta kêu đi hả, bỏ nghề đi cha. Chứ mấy ba mấy cha mà cứ đi bán hoài, mấy chúng nó cứ đổ tội lên đầu con hoài. Nó nói con, mấy con cấu kết với mấy cha. Cứu hộ à, về con. Đem như là mở tội chết luôn. Về cứu hộ. Tại bữa hổm em cứu á, em nói với ổng thôi đừng có đem tới lò tội nghiệp. Cho nên ổng nói là lâu lâu ổng ra ổng mua, ổng đem tới đây ổng hỏi có mua giùm không, chứ đem xuống lò ổng cũng sợ mất nghiệp. Sợ mất nghiệp mà ổng mua. Có đi mua đâu. Chứ là phải mua, mà mua thì đem vô lò thì không này. Cái chứng kiến tụi nó thấy xót ruột luôn. 2,1 triệu. Hai con lớn với lại mấy con? Ba con con. Ba con con. Rồi thôi bị đánh rồi, bị đánh rồi. Bị đánh rồi. Rồi xong rồi, xong rồi. À, bị đòn rồi, bị đòn rồi, ổng bạo rồi, ổng bạo rồi. Đâu rồi? Sợi có cờ dễ chân.